Là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, mọi chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Nga Vladimir Putin đều được bảo vệ bởi các lớp an ninh dày đặc để phòng ngừa các rủi ro tiềm năng. Điều này là cần thiết trong bối cảnh nhiều lãnh đạo châu Âu và châu Á liên tục đối mặt với các đe dọa an ninh. Trong khi đó, Điện Kremlin đã tăng cường các biện pháp an ninh vốn đã nghiêm ngặt dành cho Tổng thống Putin lên một mức độ chưa từng có. Các chuyến công du nước ngoài của ông Putin thường được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước khi ông bắt đầu chuyến đi. Trong đó có chuyến đi đến Việt Nam chúng ta. Trong đó, các cơ quan an ninh của Nga phối hợp cùng với các cơ quan khác để lên kế hoạch từ trước và nhóm phi hành đoàn trên máy bay chở Tổng thống sẽ được triệu tập từ trước đó ít nhất là một tháng. Ngoài ra, các khách sạn nơi Tổng thống và phái đoàn tháp tùng ở nước ngoài cũng sẽ được kiểm tra. Tổng thống Nga được bảo vệ ra sao khi công du nước ngoài, theo VTC? Giống như nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới, Tổng thống Nga cũng sở hữu chuyên cơ riêng. Kể từ năm 2021, đồng hành cùng ông Putin trong các chuyến công du nước ngoài là một chuyên cơ mới đã được nâng cấp và hiện đại hóa. Máy bay được chế tạo bởi nhà máy Voronezh, một trong những tổ hợp sản xuất hàng không lớn nhất của Nga. Khi thiết kế chuyên cơ dành cho Tổng thống Nga, các nhà thiết kế đã lồng ghép hàng chục chi tiết quan trọng khiến máy bay trở nên đặc biệt hơn. Trong đó, tính năng nổi bật của chiếc chuyên cơ là hệ thống vô tuyến điện tử có 102. Tính năng này cho phép người ngồi trên máy bay được gửi tin nhắn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong suốt hành trình chuyến bay. Và các tin nhắn này đều được mã hóa bằng một loại mã phức tạp gần như không thể bị bẻ khóa. Như vậy, Tổng thống Nga có thể gửi lệnh đến bất kỳ cơ quan chính phủ nào trên chuyến bay của mình. Tuy nhiên, Tổng thống thường chỉ sử dụng tính năng này với mục đích quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột không lường trước được. Trên máy bay còn có một hệ thống phòng không riêng được thiết kế để chống lại tất cả các tên lửa nhằm vào chuyên cơ. Đội bay phục vụ Tổng thống Putin gồm có 4 chuyên cơ nhằm đảm bảo an ninh cho ông Putin. Thông thường, mỗi chuyến công du của Tổng thống Nga, cả 4 máy bay này đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh. Nhưng máy bay nào sẽ chở nhà lãnh đạo Nga là thông tin tuyệt mật cho đến khi máy bay thực sự cất cánh. 3 máy bay còn lại sẽ làm nhiệm vụ hộ tống chuyên cơ của Tổng thống nhằm mục đích dự phòng. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, chuyên cơ của Tổng thống Putin là chiếc máy bay đáng tin cậy và chúng được bảo dưỡng đặc biệt do sử dụng công nghệ cao. Ông cũng cho biết không chỉ máy bay chở ông Putin mà tất cả các phương tiện vận chuyển ở Nga cũng được bảo trì đúng cách và luôn phải tuân thủ những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Đó là chuyện di chuyển trên bầu trời, còn trên mặt đất, hầu hết các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Putin đều sử dụng Aurus, xe chuyên dụng dành cho Tổng thống được đưa vào trang bị từ năm 2018. Aurus Moto là thương hiệu xe sang do Viện Nghiên cứu Khoa học Ô tô và Động cơ Ô tô Trung ương Nga sở hữu. Xe này ra đời từ chỉ thị của Tổng thống Nga bắt đầu từ năm 2012. Khi đó, ông Putin muốn sở hữu những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo. Tên hãng ô tô Aurus được ghép từ 2 từ khác nhau, trong đó Au là từ viết tắt của Aurum có nghĩa là vàng trong tiếng Latin. Rus là từ viết tắt của Russia, là nước Nga. Aurus được coi là một trong những xe hộ tống an toàn bậc nhất trên thế giới hiện nay. Giống như những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới, chiếc Aurus của Tổng thống Nga cũng được gia cố với khả năng chống đạn, lựu đạn và mìn. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của xe được bọc thép dày 15mm, kính trước dày 65mm, có khả năng chống lại các loại bom, mìn và súng bắn thẳng. Lốp xe sử dụng loại chống xịt để có thể chống lại các cuộc tấn công. Chiếc xe của Tổng thống Putin được thiết kế để có thể hoạt động bình thường ngay cả khi di chuyển trong nhiệt độ âm 50 độ C, rất giống những điều kiện khắc nghiệt tại nước Nga. Siêu xe này thiết kế để người bên trong có thể sống sót trong nhiều tình huống, như có thể đóng chặt cửa khi bị tấn công hóa học hay chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm. Ở bên trong, không gian xe sử dụng nội thất bọc da cao cấp và các chi tiết ốp gỗ bóng. Ghế sau có thể nghiêng 45 độ, trang bị vũ khí gắn ở cửa xe cùng nhiều loại tiện ích đặc biệt khác. Vậy còn những người bảo vệ Tổng thống Putin, họ là ai? Tổng cục Tình báo Hải ngoại Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga là hai đơn vị phối hợp để chuẩn bị cho các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Putin. Họ sẽ phải phụ trách nhiều vấn đề như phòng khách sạn ở nước ngoài của nhà lãnh đạo Nga có an toàn hay không, hay phòng tắm của ông sẽ được đảm bảo như thế nào. Trước khi Tổng thống Putin tới nước nào, đội an ninh tiền trạm của ông sẽ tới nước đó trước một tuần. Khách sạn nơi nhà lãnh đạo Nga ở sẽ trở thành Điện Kremlin ở nước ngoài. Đoàn tiền trạm có thể đặt chỗ và niêm phong trước khoảng 200 phòng. Ngoài ra, sẽ có một thang máy đặc biệt dành cho Tổng thống Nga.
Phòng khách sạn của Tổng thống Putin ở nước ngoài sẽ được niêm phong từ trước và không ai được phép tiếp cận căn phòng này. Đội an ninh đặc biệt sẽ đảm nhận công việc đảm bảo an toàn cho căn phòng. Bên trong phòng, ga trải giường cũng như các vật dụng trong phòng tắm đều phải được thay thế bằng đồ dùng mới. Ngoài ra, sữa tắm, dầu gội và hoa quả tươi bắt buộc phải có dấu chống độc đặc biệt của Điện Kremlin trước khi mang vào phòng khách sạn của Tổng thống. Đoàn tùy tùng theo Tổng thống Putin trong mỗi chuyến công du không chỉ là các quan chức và các nhân viên an ninh mà còn có các đầu bếp, nhân viên vệ sinh và bồi bàn. Tất cả họ đều là người Nga. Ngoài ra, các thực phẩm từ Nga cũng được chuẩn bị kỹ càng cho mỗi chuyến công du. Mặc dù Tổng thống Putin có thể chỉ ngủ một đêm ở nước ngoài, nhưng các nhà ngoại giao Nga vẫn phải họp bàn nhiều lần với đại diện nước chủ nhà để có thể có lựa chọn tốt nhất về thực phẩm cho ông chủ của Điện Kremlin. Trước khi ông Putin lên đường, các thực phẩm từ Nga sẽ được vận chuyển trước, trong khi các cơ quan an ninh sẽ giám sát các đầu bếp ở nước sở tại cùng đội ngũ nếm đồ ăn. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Putin, các đặc vụ theo sát ông trong mọi hoạt động, kể cả các chuyến công du, đó là các đặc vụ của FSO. Một phiên dịch viên cho biết có khoảng 10 đặc vụ luôn túc trực bên cạnh ông Putin. Mọi hoạt động bình thường không thể được tiếp cận ông ở cự ly gần hơn 3 mét với hàng rào an ninh dày đặc, khi xung quanh nhà lãnh đạo Nga luôn có các trợ lý, các cận vệ sẵn sàng bảo vệ ông ở bất kỳ tình huống nào. Và trong mỗi chuyến ông đi công du nước ngoài thì không thể thiếu một vật dụng, đó là vali hạt nhân. Vali hạt nhân là vật dụng không thể thiếu trong những chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Nga. Chiếc cặp này là công cụ liên lạc an toàn giúp kết nối Tổng thống Nga với các cấp chỉ huy quân sự hàng đầu. Vali hạt nhân này được gọi là vali hạt nhân Cheret, giúp Tổng thống phát lệnh đáp trả hạt nhân từ bất kỳ nơi đâu, được coi là biểu tượng quyền lực của ông chủ Điện Kremlin. Ở Mỹ thì Tổng thống là người duy nhất được quyền sử dụng chiếc vali chứa những công cụ cần thiết để phát đòn tấn công hạt nhân. Trong khi đó, học thuyết hạt nhân của Nga quy định có 3 người sở hữu chiếc vali Cheret, gồm có Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội. Trong bộ ba này, Tổng thống Nga với vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có toàn quyền ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng có trách nhiệm tham vấn, xác nhận mệnh lệnh do Tổng thống đưa ra. Do vậy, vali Cheret vẫn được coi là biểu tượng quyền lực của người đứng đầu nước Nga. Chiếc vali này nặng khoảng 11 kg, được đặt theo tên của một ngọn núi trong dãy Kavka. Nó là một thành phần quan trọng của hệ thống tự động hóa mệnh lệnh tối cao và kiểm soát lực lượng hạt nhân chiến lược ra đời từ thời Liên Xô, với khả năng cung cấp thông tin cảnh báo sớm về mọi cuộc tấn công hạt nhân trên toàn cầu. Liên Xô tạo ra hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân vào thời kỳ đỉnh điểm chiến tranh lạnh. Vali hạt nhân Cheret được đưa vào trạng thái trực chiến khi ông Gorbachev trở thành lãnh đạo Liên Xô năm 1985. Sau đó chúng được chuyển giao cho cựu Tổng thống Boris Yeltsin và sau này là Tổng thống Putin. Trong lịch sử nước Nga thời hậu Liên Xô, chỉ có một lần vali Cheret nằm dưới quyền kiểm soát của Thủ tướng Nga, đó là khi ông Yeltsin phẫu thuật tim vào năm 1996. Trong thời kỳ Tổng thống Putin nắm quyền, không có thông tin nào cho biết chiếc vali này được trao cho Thủ tướng khi ông đi công du nước ngoài. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.